Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với EPL Việt Nam Official và quay trở lại với cặp đấu thứ hai của ngày thi đấu hôm nay. Cặp trận đấu đầu tiên đã kết thúc với một cái thời gian thi đấu nó khá là nhanh gọn, thế nên là cặp trận hai của chúng ta sẽ phải chờ đợi trong ít phút nữa, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được lên hình rồi. Và trận đấu tiếp theo này sẽ là một cặp trận vô cùng hấp dẫn khi mà FunPlus Phoenix với cả Lightning Gaming sẽ gặp nhau. Đây là hai đội tuyển đang có chuỗi thắng. Một đội là Lightning là chuỗi thắng 3-0, còn FunPlus Phoenix đang là 2 thắng. Và đây sẽ là câu hỏi rất là lớn cho phía của FunPlus Phoenix để họ có thể chấm dứt chuỗi hiện tại đang được xem là bất bại, đó là cách thay vì của LG. LG đúng, họ có những trận, họ đang hiện tại đang nắm giữ một cái chuỗi trận 3-0 rất là tốt. Nhưng chúng ta nên nhớ là ở trong những trận đấu đó có những trận đấu họ thắng với tỷ số 2-1, tức là họ vẫn có những sơ hở, họ vẫn sẽ có những nhược điểm mà các thành viên của FunPlus Phoenix họ vẫn có thể tìm ra và cũng như là có thể khai thác được. Và đây sẽ là bỏ kèo phải nói là ngang tài ngang sức thực sự, bởi vì nên nhớ đây là một trong những đội được đánh giá rất cao nha. LNG là một trong những đội được đánh giá rất cao ở trong mùa giải trước với việc là họ có Tạc Giang, nhưng càng về sau thì cái sự đuối từ Tạc Giang nó càng thể hiện rất là rõ. Nhưng mà mùa giải này thì khác hoàn toàn. Tôi bắt đầu cảm nhận như là Tạc Giang đã có rất là nhiều sự điều chỉnh, cũng như là cái việc anh ta đã có được cái mối liên hệ với lại những người đồng đội của mình nó tốt hơn rất là nhiều so với lại mùa giải trước rồi. Đây sẽ là một trong những điều mà các thành viên của FunPlus Phoenix họ cần phải lưu ý rất là nhiều. Và chưa kể đến là Nuguri và cả Tạc Giang là hai người có khá là nhiều duyên nợ tại giải đấu LCK. Mà dù đúng một người chơi đường trên, một người ở khu vực rừng, nhưng chúng ta nên nhớ là cái thời điểm mà hai thành viên này đều nổi đó là cái thời điểm mà tự nhiên bộ ba đến từ khu vực Hàn Quốc bỗng nhiên lại nổi lên, đó là Refin, đó là Dem Won, rồi thêm được một đội nữa Sandbox. Đó là cái thời điểm mà ba đội tự nhiên từ hạng dưới đi lên và trở thành ba ông trùm của giải đấu. Nhưng càng về sau thì cái sự đuối đến từ Tạc Giang nó lại càng thể hiện rất là rõ, tại vì một số cái drama rất là nặng của Refin nó khiến cho Tạc Giang không có được nhiều sân chơi cũng như là có nhiều đất để dụng võ lắm. Còn trong khi đó Nuri khá hoàn toàn, anh ta đang có được một cái chức vô địch của thế giới, rồi chưa kể đến là LCK cũng đang là một trong những nơi mà Nuri đã thể hiện rất là tốt. Bây giờ anh ta chuyển sang với một đội mới, mặc dù đúng trong khoảng thời gian đầu hiện tại vẫn chưa có được nhiều cái chức vô địch lắm, nhưng tôi nghĩ là càng về theo thời gian thì cả Tạc Giang cũng như Nuri sẽ bắt đầu có được những vị thế cũng như là chỗ đứng của mình tại giải đấu EPL. Và đây là một cuộc đụng độ tương đối là thú vị, nhưng mà chúng ta không thể coi thường được sức mạnh của những thành viên khác bên phía Lightning khi mà Icon đã có một trận đấu quá hoàn hảo khi mà đối đầu với Jin Dong cũng như là Ale ở khu vực đứng trên, hoàn toàn hủy diệt Zoom trong hầu hết cả cái cặp đấu BO3 đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy được sức mạnh của LNG bây giờ không phải phụ thuộc quá nhiều vào Tạc Giang nữa, mà là các đường của họ đang có một cái độ chín có thể coi là rất là tốt. Ở giai đoạn hiện tại, đây là giai đoạn mùa hè rồi, có lẽ các đội sẽ dồn hết sức vào cái thời điểm hiện tại để có thể cố gắng giành một suất đi vào chung kết thế giới. Đặc biệt là khi khu vực EPL có đến 4 suất vẫn là cơ hội được mở ra cho những đội tuyển như là bên phía của LNG. Và bây giờ thì họ sẽ phải gặp một đội có thể coi là một hòn đá gạt chân cực kỳ cứng ở trong cái con đường đấy. Đấy chính là FunPlus Phoenix, một đội hình cũng có một cái sự thăng hoa sau hai trận đấu đầu tiên ở giai đoạn đầu mùa giải. Cả hai đều đang có được nửa trên bản đồ đang rất là ổn, khi mà bên phía của LNG như là anh Hải Dương cũng đã nói, đó là họ đang sở hữu một đường giữa Icon đang càng ngày càng tốt hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tính từ thời điểm mà Icon còn ở OMG cho tới bây giờ là một trong những bước tiến và nó là cực kỳ xa và cực kỳ cao. Nó đang giúp cho bên phía của LNG tràn đầy sự tin để có thể bước vào trong cái cặp trận đấu mà đối thủ này được xem là một trong những đối thủ cực kỳ nặng ký của họ. Còn Ale thì các thằng Ale, từ một người mà chúng ta không được nghe nhiều về cái tên ở hồi mùa giải trước, thì mùa giải này bắt đầu có rất nhiều sự biến chuyển. Đây là một trong những yếu tố nó giúp cho phía của LNG có được niềm tin rất là lớn là chiếc vé bước vào vòng playoff nó sẽ không xa đối với họ. Còn trong đó FunPlus Phoenix cũng là nửa trên bản đồ luôn, với Donby, với Thiên, với lại Nuguri, đặc biệt là sự trở lại đến từ Thiên ở trong mùa giải này đang giúp cho bộ ba nửa cánh trên bên phía của FunPlus Phoenix đang càng đánh lại càng hay. Còn đây chính là một số chỉ số đến từ Tạc Giang, một trong những điểm mấu chốt của LNG.
Vâng, và anh ta đang có một cái chỉ số tương đối là ấn tượng, đấy là solo kill, thì đã có hai pha solo kill thành công và đứng số 1 tại giải đấu LPL, một giải đấu mà thường người ta sẽ 2 đánh 2, 3 đánh 3 nhiều hơn. Có những tình huống solo kill rất ít xảy ra do luôn luôn sẽ có những tình huống xử lý kỹ năng cao để có thể chạy được, sẽ không bao giờ chơi khô máu cả, nhưng mà Tăng Giang vẫn có được cho mình hai cái solo kill ở trong khu vực đi rừng ấy, thì thực sự là rất ấn tượng. Chưa kể là KDA cũng đang lên đến con số 7.33. Ngày xưa ở Griffin ấy, thì có hai thánh cày KDA là Tăng Giang và Chovy, thì họ cày những cái số KDA này thực sự là rất ấn tượng. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Tăng Giang cũng đang có được một cái chuỗi trận có thể nói là rất rất thăng hoa. Nhưng khi mà đối đầu với Fnatic thì nó lại là một bài toán khác, đó là một vấn đề khác. Khi mà Thiên là một trong số ít những rừng mang thiên hướng tấn công cực kỳ mạnh ở giai đoạn đầu, cũng như là có khả năng bao sân luôn. Nếu mà trường hợp mà không thơm là Thiên sẽ ngay lập tức đổi sang cái phong cách là đánh kiểm soát để cho các đường của Fnatic có thể gánh, mà các đường lẻ của Fnatic thì gánh lại rất mạnh. Cái điều đó chắc không cần phải, chúng ta không cần phải nhắc nhiều, tại vì cơ bản thôi. Nên nhớ ở trong bộ khung này có Phoenix, 4 thành viên đã vô địch cùng nhau, gồm có Thiên, gồm có DNB, LWS cũng như là Chris. Rồi thì cái việc mà bạn phối hợp nhuận nhuyễn với nhau, bạn kết hợp với nhau tốt, và đặc biệt là bạn biết cần phải làm gì, chứ kể đến là cái kinh nghiệm trận mạng của bạn nó rất là cao, nó sẽ giúp cho bạn cho dù khó khăn cách mấy thì Phoenix vẫn biết cách làm sao để có thể tiếp tục kiểm soát được thế trận. Và Nuguri là một trong những điều mà họ cần, họ cần một đường trên đủ khỏe để có thể tạo thành một bộ ba tam tấu, cả ba đường đều rất mạnh trước bất cứ một đối thủ nào của họ. Đây là một trong những điều mà chúng ta dễ hiểu với cái đội hình này của Phoenix mà thôi. Mặc dù ở trong giai đoạn hiện tại thì vẫn sẽ có một số cái chệch choạc, chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng ở trong những trận đấu trước, đặc biệt là trong những ván thi đấu mà Phoenix thua thì họ vẫn có những cái sự chệch choạc nhẹ, nhưng nó chưa đủ lực lắm để có thể khiến cho họ gặp nhiều khó khăn. Và đây là một trong những đối thủ mà nó khiến cho sự chệch choạc đó cần phải được chỉnh sửa, cần phải được gọi là loại bỏ ngay lập tức để tránh một trận thua trước một trong những đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé bước vào vòng sâu của playoff. Chính xác là như vậy. Ở thời điểm hiện tại có những cái đội tuyển đang vươn lên và có những đội tuyển cũng đang chưa đạt được một cái phong độ tối đa, thế nên là cái suất playoff của LPL mùa hè 2020 vẫn đang nằm trong tầm tranh chấp là rất nhiều. Có những đội tuyển cho đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng mà vẫn chưa thực sự đem lại một cái hy vọng gì, ví dụ như là Suning chẳng hạn. Còn ở đây là Thiên, chỉ số của Thiên cũng tương đối là ấn tượng so với cả Tăng Giang, các chỉ số thì đều gần như là tương tự, và có một cái first blood percent, đấy là 20% là khả năng có first blood. Thì tôi không biết là đưa cái chỉ số này vào để làm gì, bởi vì số lượng trận đấu của Fnatic mới đánh có 5 trận, đưa first blood percent 20% nghĩa là trong 5 trận đấy thì chỉ có một trận là Thiên ăn được first blood. Đây là một trong những điều mà nó cũng hợp lý dành cho người chơi đi rừng, tại vì chắc là ý của giải đấu LPL tức nghĩa là khi mà bạn, đây là cái meta mà đôi khi cái chiến công đầu nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì trong những cái chiến công đầu đó đôi khi sẽ là một pha tóc biến hay là một cái điều gì đó nặng chẳng hạn, thì có thể ý của cái bên giải đấu ban tổ chức LPL đó nghĩa là Thiên là một trong những người có thể tạo được một cái tiền đề ở trong khoảng thời gian đầu của một ván thi đấu rất là tốt, nó khiến cho cái tiền đề đó nó có thể mở toang ra cả một ván thi đấu và nó sẽ khiến cho đối phương một phò đó cũng sẽ bị bóp nghẹt bởi cái chiến thuật được tạo ra đến từ đội hình của Phoenix. Đó có thể là một trong những cái ý đến từ khu vực của LPL. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rất rõ ràng rồi mà, khi mà ở trải qua khá là nhiều ván thi đấu, một cái first blood đôi khi nó không chỉ đơn giản là mạng hạ gục, đôi khi đây là một cái phép bổ trợ nào đấy, nhưng chỉ với một cái phép bổ trợ đó, ví dụ như là một con virus mất tóc biến khu vực đường dưới chẳng hạn, nó khiến cho cái thế đẩy cũng như là cái áp lực lính được tạo ra đến một con virus nó sẽ bị hạn chế trong khoảng thời gian ban đầu và nó sẽ rất là dễ bị kiểm soát ở trong cái giai đoạn mà nó bị mất đi tóc biến. Thì đó là một trong những điều mà hiện tại đang cực kỳ quan trọng ở trong bất cứ một ván thi đấu nào của giải đấu LPL, tôi có thể dễ hiểu. Còn trong khi đó thì bên đội hình của LNG, như là nãy chúng ta có xem một số cái thông số đó từ Tạc Giang, thì thấy rất rõ ràng cái sự tự tin của Tạc Giang cũng đang càng ngày càng cao rồi, khi mà cái chỉ số solo kill của anh chàng đang là top 1, là một trong những điều mà chắc chắn là ai cũng muốn có được cái chỉ số đó.
tức là bạn phải đánh một cách khô máu, bạn phải dồn tất cả gì có thể để bạn có thể bắt được đối phương. Và cũng như là cái lối chơi hòa nhập, Tạc Sang bắt đầu có một sự hòa nhập nhẹ đối với giải đấu. Tại vì LCK là một cái nơi mà bạn không có những phần solo nhiều, nhưng khi mà đến với giải đấu EPL và hiện tại Tạc Sang đang có được một chỉ số solo kill tốt, đó là một trong những bằng chứng rất là rõ là anh ta bắt đầu có sự thích nghi rất tốt với giải đấu này rồi. Và nói về sự thích nghi thì đường trên của FunPlus Phoenix mới là người thích nghi nhanh nhất với cái giải đấu FPL này, khi mà anh ta đã có một màn lột xác ngoạn mục ở playoff mùa xuân 2021 với những con tướng và những cái pha xử lý có thể nói là mắc binh. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể coi là Tạc Sang vừa mới hòa nhập và các thành viên khác của bên phía NRG cũng bước lên trở thành một thế lực để cho xứng tầm với người đi rừng của họ. Chứ còn mùa giải trước thì chúng ta vẫn đâu đó nhìn thấy sự non nớt ở những cái pha xử lý của bộ đôi đường dưới bên phía Lightning, mặc dù họ cũng là những người đã thi đấu rất là nhiều rồi, hay là đường trên của Lightning chưa thực sự được đánh giá cao. Nhưng trong trận đấu với Jindong vừa rồi thì Ale đã cho chúng ta thấy một màn trình diễn hoàn toàn khác khi anh ta gần như là hủy diệt Zoom ở trong ván, hình như là ván 3, đánh rất là máu lửa, đánh xử lý kỹ năng thực sự rất là tốt và đem về một chiến thắng cho bên phía của Lightning. Thì đây là một trận đấu mà chúng ta có lẽ sẽ quan tâm đến khu vực đường trên. Khu vực đi rừng có thể đem ra để so sánh, nhưng đường trên cũng sẽ là một đường quan trọng khi mà cả hai người đều là những người có kỹ năng xử lý cá nhân cực kỳ cao. Có một cái điểm mạnh đến từ LNG, đó là chúng ta thấy những cái highlight đến từ LNG nó đa số từ những pha 5 năm. Nó xuất phát từ khá là nhiều điểm, là cái việc ở khu vực đường giữa của họ. Icon là một trong những người chơi, những con tướng theo dạng gọi là anh ta muốn có được cái sức ảnh hưởng ở trong những pha giao tranh lớn, ví dụ như là con Ryze, ví dụ như Sylas hay là Seth, đôi khi là một con Lee Sin, nói nhiều hơn rất là nhiều so với lại những con tướng ví dụ như là Lucian hay là Zayn. Chứng tỏ một điều đó là LNG là một trong những đội họ rất chuộng sự khô máu trong bất cứ một pha giao tranh 5 năm nào đó. Thì đây sẽ là một trong những điểm rất mạnh cho bất cứ một đội nào, tại vì đôi khi bạn bị mất cái thế ở trong giai đoạn đầu, nhưng nếu như chỉ cách biệt từ dao động từ khoảng từ 3-4k tiền, một pha giao tranh 5 năm mà bạn giành chiến thắng thôi, thì bỗng nhiên cái thế cờ được lật ngược lại ngay lập tức khi mà trang bị của bạn bắt đầu có được một sự chuyển biến nhẹ, và đôi khi một số cái mạng chấm dứt chẳng hạn, nó sẽ khiến cho đối phương bỗng nhiên bị mất cái thế trận. Và đó sẽ là một trong những tiền đề rất là lớn để cho đội nào thắng giao tranh 5 năm trong cái tư thế thua đó có thể tìm được những điểm nhấn quan trọng để có thể snowball ngược lại bản thi đấu và cũng như là giành chiến thắng. Đây là một trong những điểm mạnh đến từ LNG. Còn trong đó Fnatic thì không cần phải nói nhiều rồi, họ đang nắm giữ một đội hình không chỉ mạnh về giai đoạn đi đường mà khả năng kết hợp với nhau cũng rất là tốt. Đây sẽ là một trận đấu mà hứa hẹn cả hai đội đều có những điểm mạnh về giao tranh 5 năm, tức là những pha giao tranh liên tục xảy ra, nó sẽ có rất là nhiều sự mạng nhãn để cho chúng ta cùng có thể theo dõi cực kỳ sát sao với cặp trận đấu này. Và chúng ta cùng đến với cấm và chọn giữa LNG đối đầu với Phlomones. Những lượt cấm đầu tiên rất dễ hiểu mà thôi, khi mà Lee Sin, Stress cũng như là Virus và Seth đã lên kệ hết rồi. Chính xác là như vậy, chúng ta vẫn còn đó con Renekton là một con rất hot ở khu vực LPL. Nếu không cấm thì gần như chắc chắn sẽ chọn, và con Wen cũng là một vị tướng mà có thể đưa vào những lượt cấm như thế này. Và đúng là như vậy, khi bên phía của Lightning cấm đi cho mình là Renekton, FunPlus Phoenix có cấm Wen hay không? Wen thực ra là một vị tướng mà bạn first pick cũng không đến nỗi nào, bởi vì nó có thể đi được ở cả khu vực đường trên lẫn khu vực đường giữa trong một số trường hợp. Nhưng mà tôi sẽ đánh giá cao hơn nếu mà Wen ở khu vực đường trên. Kama bị cấm, một vị tướng đang rất hot với khả năng bảo kê về giai đoạn cuối trận. Lightning có quyền lấy cho mình trước là đi rừng cho Tạc Sang hoặc là Wen. Nhưng mà Wen chọn sớm quá thì đối phương mang nhiều đấu sĩ ra thì Wen sẽ hơi thiệt một chút. Tạm thời tôi nghĩ là chắc chưa chọn sớm quen đâu. Tại vì nếu như mà LNG họ chọn sớm quen thì bên này chọn con ngộ không để đi với quen cũng được. Họ sẽ không lo ngại lắm, tại kèo này là kèo mà con ngộ không vẫn có thể đi khá là khỏe chứ không hề lo ngại gì cả. Cho nên Ale là một trong những người chơi ngộ không rất là tốt. Anh ta không có ngại cái kèo quen, anh ta sẽ để dành để chờ nếu như mà đối phương sơ hở ra con quen, đối phương chọn con quen thì ngay lập tức phía bên này chọn con ngộ không để đối đầu ngay lập tức, cho nên sẽ không có sự ngại ngùng đến từ phía của LNG. Họ ưu tiên sớm một con rừng nó hợp lý hơn, một con rừng họ đang ram đường rất là sớm ở trong giai đoạn cấp độ 3 rồi. Còn Phoenix nếu như đã có Senna, không có Kama thì nên lấy Tam Kane luôn ở trong phase đầu tiên để tránh trường hợp bên phía LNG họ dành một lượt ban dành cho con Tam Kane ở trong phase thứ hai của bản thi đấu. Lightning hoàn toàn có thể cướp Tam Kane ở ngay giai đoạn này. Bên phía FunPlus Phoenix đã chọn trước Senna với cả Rumble rồi,
một cái vị tướng có khả năng combat tầm xa rất tốt. Lightning hoàn toàn có thể lấy đi Ezreal với cả Tahm. Hai vị tướng này vẫn có thể xuất hiện trong đường dưới của bên phía Lightning được. Mặc dù hai vị tướng này đi với nhau thì khả năng kết hợp của nó cũng không phải là quá mạnh mẽ, đè đường cũng chưa thực sự là mạnh, nhưng đảm bảo được một điều là bạn rất là khó ganh và con Ezreal với cả Tahm, bởi vì ganh không biết ganh với ai. Một người thì rất là khỏe và có ngậm nuốt, người kia thì có dịch chuyển của học. Nhưng Lightning cũng không muốn cướp đi con bài Tahm này, có lẽ họ sẽ để nó vào những lượt cấm ở cái giai đoạn thứ hai, khi mà họ tin rằng FunPlus Phoenix sẽ chưa đưa ra lượt chọn ở ngay cái giai đoạn đầu tiên này. Icon có một sự lựa chọn đã mang về chiến thắng cho anh ta trong ván đấu gặp Jindong, đó chính là Rai, và FunPlus Phoenix sẽ lấy Wen hoặc là Tahm mà thôi. Có lẽ họ sợ Tahm sẽ bị cấm nên đang có dấu hiệu là sẽ khóa vào Tahm dành cho Crips ở khu vực đường dưới. Họ quăng trên phía lớp Phoenix 1-2 mà, tức là nếu như bạn chọn Tahm thì có thể là bạn sẽ mất Quen, còn nếu như bạn chọn Quen thì 100% là bạn sẽ mất con Tahm rồi, không có cửa để cho lớp Phoenix có thể có cả được hai con tướng này để có thể đảm bảo mặt giai đoạn như được. Nếu chiến đấu hoàn thành xong ba sự lựa chọn của mình và nó đều rất hợp lý, một con tướng khả năng ram đường tốt và chưa kể đến là hai con tướng khả năng kết hợp tốt được một con AD với cái lượng CC nhẹ có trên người của hai con tướng đi đường này, đó là một con tâm mưu đường trên của mình ở khu vực đường giữa, họ sớm có được bộ ba nữa trên bản đồ. Còn trong khi đó Philip Phoenix ở trong giai đoạn hiện tại họ vẫn chưa có đường trên. Con Rỉa Tông là một trong những con tướng đi rất khỏe và là con tâm mưu, nhưng ở giai đoạn này nó đã nằm trong lượt cấm rồi. Để coi quyết định của Philip Phoenix sẽ là thêm vị tướng này. Họ đã cũng có suy nghĩ tới chuyện con Na, nhưng mà chắc chắn là LNG sẽ không để cho sơ hở nào để cho bên phía của Philip Phoenix có thể có được bữa kiểu thuận lợi với con Camille ở đường trên, một trong những con tướng có khả năng cấu rỉa rất khỏe và không hề lo ngại bất cứ một con, gần như là không có nhiều sự lựa chọn lắm để bạn có thể đối đầu với là con Camille. Mà thực ra là Akali vẫn còn và có thể mang lên khu vực đường trên được. Lucian cũng sẽ là một sự lựa chọn là có thể xuất hiện bên phía đội hình của bên phía FunPlus Phoenix khi mà họ có một xạ thủ nó cần cái giai đoạn tăng tiến sức mạnh rất là nhiều, nên thêm một xạ thủ nữa ở khu vực đường trên hoặc là khu vực đường giữa sẽ là điều hợp lý thôi. Nhưng bên phía FunPlus Phoenix nghĩ rằng đôi khi không cần thiết là cứ phải pick xạ thủ để có sát thương vật lý. Chúng tôi có thể pick đấu sĩ, một con đấu sĩ có rất nhiều sát thương, đấy chính là Kled, và đây cũng là bài tủ của đôi bỉ. Con Kled này đã có một ván thua, tôi không nhớ đối thủ là, nhưng mà con Kled này đã có một ván thua, nó cũng không thể nào trách trách đôi bỉ được, tại vì cánh trên bị lỗ quá, nó khiến cho bên phía của Philip Phoenix không thể nào có thể kiểm soát được toàn bộ thế trận và cũng như họ thua trong ván thi đấu đó, dễ hiểu. Và con Kled này vẫn là một con Kled hiệu quả nằm trong tay của đôi bỉ, nhưng mà nên nhớ đây vẫn là một sự lựa chọn mở được. Nhưng mà từ đó tới giờ tôi chưa thấy Nuguri chơi con Kled, cho nên tôi nghĩ này là quá cao rồi, quá cao là Donby sẽ là chơi con Kled ở khu vực đường giữa rồi. Còn LNG họ có Rakan, và để coi họ quyết định chọn thêm con tướng ở đây, họ quyết định là lấy con Jin để có những tình huống. Không, tôi không nghĩ là con Jin nó phù hợp trong đội hình này lắm, tại vì hãy nhìn đội hình này của Philip Phoenix, đúng họ đang có một con Rai, một con Camille, tức là có khả năng bắt được con Senna khá là ổn. Nhưng nếu như bạn lấy thêm con Jin nữa thì bỗng nhiên cái lượng sát thương đó bạn có thể bắt được con Kled nó sẽ hơi khó. Nên nhớ con Kled nó sẽ đánh vào tiếng sau, và chắc chắn sát thương đến một con Jin tôi nghĩ nó không đủ lực để có thể khiến cho một con Kled sợ hãi. Cho nên bạn nên chuyển sang một con tướng khác, và con Jin là con tướng hợp lý hơn, Zenith nó hợp lý hơn rất là nhiều so với lại con Jin của KH. Jinx là một vị tướng mà bạn có thể hit and run được ở giai đoạn cuối trận với một lượng đồ lớn và đánh thường nhiều, thì bạn có thể thả diều được với một con Kled. Nhưng mà như tôi đã nói, Akali vẫn có thể xuất hiện ở đường trên, và đây là một đội hình mà các bạn thấy rất quen. Nó đã từng xuất hiện tại playoff của LCL của LPL mùa xuân 2021 khi mà đôi bi cầm con Kled ở đường giữa và Nuri xử lý một con Akali vô cùng khủng khiếp ở khu vực đường trên. Kỹ năng của hai người chơi này có thể nói là ở trong những top đầu của LPL, thì đây là một đội hình có thể coi là đội hình tủ với những vị tướng gia tăng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp ở giai đoạn cuối trận. Và nếu mà trận đấu kéo dài đến phút 35 thì tôi không thấy nhiều hy vọng lắm dành cho bên phía của Lightning để có thể gánh được trong một trận đấu như thế này. Cái nhiệm vụ của Lightning ở trong giai đoạn này đó là họ cần phải kiểm soát bản đồ. Đây là đội hình cần phải kiểm soát bản đồ thì khi đó mới dễ đánh được. Còn trong khi đó thì bên phía Philip Phoenix, cái nhược điểm của họ là nếu như họ không kiểm soát bản đồ thì đội hình này cũng khó chơi. Tại vì thường một đội hình lao vào tấn công nó sẽ đòi hỏi một cái điều đó là cái lượng tầm nhìn của bạn nó phải tốt
nếu như lượng tầm nhìn của bạn tốt thì khi đó bạn có thể băng ra từ những nơi đối phương không ngờ tới, sự bất ngờ tạo ra cực kỳ lớn, khi đó sẽ rất khó. Còn nếu như mà bạn không băng ra vào những thời điểm thích hợp, hoặc là bạn đã đứng ở trong cái góc mà đối phương biết được, thì đôi khi cái sự phân chia đến từ LNG sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tại họ lại nên nhớ câu chuyện này, Rai và Camille là hai con tướng này đều rất là khỏe. Bạn không lao lên đánh một cách mạnh mẽ thì đôi khi càng kéo dài hai bên cánh sẽ rất là mâu lũng. Đó sẽ là thời điểm rất thích hợp để cho anh phía của LNG có thể chia đội hình 1-1-3-1. Với cái đội hình này thì rất khó để cho Philip Phoenix họ có thể có được những tình huống đẩy ngược đó. Chúng ta nhìn nè, so sánh rất là đơn giản thôi, kèo đường giữa con Rai khi một thời điểm đã hai món rồi, nó đẩy rất là khỏe cánh rồi, con Camille cũng tương tự giống như vậy, nó sẽ khiến cho bên phía của Philip Phoenix sẽ rất ngại. Cho nên nhiệm vụ mỗi bên đều đã có những cái sự khác biệt riêng biệt rồi, nhiệm vụ bây giờ là họ chỉ cần phải làm nó tốt nhất có thể mà thôi. Và chúng ta đã đến với trận đấu này, một tình huống cắm mắt sớm đến từ các thành viên bên phía FanPass Phoenix và phát hiện ra được những cái tình huống biến về và cắm mắt ở đây. Họ đã phát hiện ra bùa đỏ của Chien đang có cho mình những tầm nhìn, và Chien ngay lập tức về đổi cho mình cái máy quét để ra đây luôn. Trước đấy đã có một tình huống máy quét đến từ LWX, hình như là phá đi được một con mắt đến từ bên phía của Lightning. Đây sẽ một lượng kinh nghiệm tương đối là ổn để cho LWX có thể lên cấp độ 2 sớm hơn. Chien đang đứng rình để cho cái máy quét của mình có thể hồi lại, anh ta bắt đầu di chuyển ra, có lẽ là sẽ sử dụng cái máy quét đấy luôn. Ở đây cũng vậy, họ đều có tầm nhìn của đối phương và họ cũng đều có những tình huống phá mắt rất chuẩn xác. Nhưng bộ đôi đường dưới của FanPass Phoenix sẽ là bộ đôi đẩy đường sớm hơn, bởi vì nếu mà họ không tranh thủ đẩy thì cái khả năng mà Tamken farm trước mặt Genix cộng với cả còn Rakan này là hơi khó vì sẽ bị cấu máu nhiều hơn. Nhưng mà Chien mới chỉ quét một con mắt mà thôi, vẫn còn một con mắt ở khu vực bùa đỏ và anh ta đang lộ tầm nhìn là rất nhiều. Cái vấn đề ở chỗ là Thiên vừa rồi đã lộ là anh ta ăn bãi chim trước rồi, sau đó là tới bãi người đỏ. Cái con mắt này nó sẽ cung cấp đủ thông tin là Thiên sẽ di chuyển xuống để ăn bãi con sói với lại bùa xanh, hay là anh ta sẽ di chuyển ngược lên để ăn hai con người đá. Nếu như mà anh ta di chuyển ngược lên ăn hai con người đá thì tôi nghĩ là Tạc Săn vẫn có thể thoải mái trong câu chuyện là di chuyển sang khu vực rừng phía bên kia và cướp. Và Thiên cũng hiểu được câu chuyện đó. Tắc là cũng có rất là nhiều thông tin để báo được rằng Thiên đã bị nắm cái cán rồi. Cho nên ngay lập tức anh ta phải di chuyển xuống nửa dưới càng sớm càng tốt, bỏ qua hai con người đá để thiết lập một cái thế mà Tạc Săn không có được nhiều cơ hội lắm để có thể cướp được rừng ở phía bên kia. Và phía bên này cũng tương tự như vậy, Tạc Săn cũng đã nắm được thông tin là Thiên sẽ di chuyển xuống dưới, không mang hai con người đá sớm ở trong giai đoạn này, tránh trường hợp bị cướp. Nói chung mỗi bên đều đang có những cái đầu rất tốt, và quan trọng là vẫn chưa thấy có bất cứ một pha xâm lăng nào nó sẽ ảnh hưởng đến không chỉ là phe bổ trợ hay là màn đến từ hai người chơi rừng. Còn trong đó kèo đường trên thì không cần nói tới, cái phi tiêu năm cánh đến từ Nuguri ở trong giai đoạn hiện tại đó là một trong những công cụ có thể rất ổn, và nó khiến cho Lê một phần nào đó cũng đang bị tổn thất rất nhiều về máu. Cả ba đường ở bên phía FanPass Phoenix đều để đẩy lên rất mạnh và nó tạo ra một cái thế farm rất an toàn dành cho Chien ở trong khu vực rừng của chính bản thân mình. Đều đã có hai con mắt cắm ra khu vực cua kỳ cục ở khu vực sông để bên phía Epic có thể kiểm soát cái tầm nhìn ở khu vực này dễ dàng hơn. Và Chien anh ta rất tự tin, và thậm chí là anh ta vừa mới xuống con cua ở đường dưới này cũng đã phát hiện ra tầm nhìn ở Tác Giang ở khu vực đường trên. Và với cái tầm nhìn này thì Tác Giang gần như sẽ phải đi qua cắm một con mắt hoặc là đánh hạ soi sáng rồi đi về mà thôi, chứ không làm được gì quá nhiều pha thi đấu này. Anh ta muốn vòng ra đằng sau để tấn công đôi MB khi mà đôi MB mất con Scar rồi, nhưng mà Icon năng lượng là không đủ, anh ta muốn trói Icon lại. Thôi bây giờ là một pha băng trụ tốc biến qua bên kia đến từ đôi MB, một pha xử lý đơn giản hiệu quả và rất cẩn thận. Nó rất là hợp lý, tại vì như thế là cái thanh nổ đến từ đôi NB nó còn xa quá, trong khi đó Icon đang nắm một con tướng tay dài, tức là cái tác động đến từ đôi NB để có một cái thanh càng nhanh càng tốt rồi sau đó có thể cưỡi được con bét của mình á, nó sẽ rất là lâu và nó sẽ ngốn một lượng thời gian rất là lớn. Ta sáng hiểu câu chuyện đó, anh ta tính toán rất là ổn, và đánh này ở khu vườn trên là rất hợp lý. Nuguri đang bị dính bởi một bộ ngựa và chiến đấu đầu có dành cho Lê, quá đơn giản cho LNG. Chính xác như vậy, ngay khi ở bên phía LNG thấy được đôi NB đã phải dịch chuyển ra khu vực đường giữa để đẩy đường ngược trở lại thì họ ganh ngay lên khu vực đường trên này. Và đây là tình huống mà Chien có ôi lao và đánh luôn đến từ Ale và Icon, nhưng mà Nuguri đã đến, sát thương đến từ Chien là không đủ, Nuguri đến quá trễ rồi, quay ngược trở lại đến từ Tang Răng đang cố gắng tấn công của Icon nhưng bị làm choáng. Đôi MB đã đến đây rồi, 3-2, nhưng bên kia có hai người thấp máu, Ale phải tốc biến bỏ chạy, tốc biến luôn đến từ Tang Răng, ngục cổ ngữ trở ngược lại nhưng đã có găm phi tiêu thành công đến từ Nuguri, đang bị không thể chặn ngược lại đến từ Nuguri và Nuguri nằm xuống. Đôi MB 1-3, đối phương đã hồi máu ngược trở lại rồi và đôi MB phải sủi, một pha giao tranh quá hoàn hảo đến từ Lightning.
Đây là tình huống mà có lẽ như Doan Bi và Nuguri không hiểu ý nhau. Doan Bi đã bị thiếu đi cái khả năng đeo bám rồi khi mà anh ta đang ở trong dạng không có thú kế bên. Còn trong khi đó thì Favre Nuguri quyết định quay ra lại đánh, tại anh ta có một cái tham vọng rất là lớn. Anh ta muốn đập E, sau đó anh ta quy liền cái lập tức. Nó sẽ là một lượng sát thương cộng dồn, nó khiến cho Tạc Giang có thể chết mất mắt kia tự lúc nào không hay. Chúng ta hãy nhìn góc đánh này, góc đánh là một góc đánh rất dứt khoát, tại vì pha này về cũng không có nhiều đạn khúc để có thể về lắm, tại con lét từ dưới đang đi lên. Và đây là pha dịch chuyển rồi thay khép góc, tức là thế bộ 3 đến từ phía Philip Funes sẽ đánh được vào hai thành viên phía bên này một cách rất dễ dàng. Họ quay trở lại, họ khô máu để có thể thiết lập một thế đánh nó ổn hơn, và họ đã rất đúng ở câu chuyện đó. Chúng ta nhìn pha này, hãy nhìn kìa, cái khả năng dòng CC và khả năng giữ vị trí đến từ NG Watford, nó không mở ra cơ hội để cho Nuguri có được khả năng sử dụng cái phi đao năm cánh của mình. Nói như đó là đủ đi, trước trên phía NG có được 3 mạng hạ gục rất sớm ở khu vực đường trên, và đã có được 2 mảnh đầu tiên dành cho Ale khu vực đường trên luôn rồi. Hai mảnh này thì có thể lên búa rìu sát thần đến từ Ale, một lượng hồi phục hồi máu cực kỳ mạnh và khiến anh ta có thể solo kill dễ dàng với Nuguri. Pha thi đấu vừa rồi tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái pha xử lý của Tạc Giằng. Đầu tiên là anh ta đang ở võ phượng, anh ta quay sang anh ta đánh một cái đã gây sát thương, sau đó chuyển sang võ gấu để làm choáng và trồng CC ngược trở lại đến từ Ale. Một tình huống xử lý cực kỳ tốt đến từ bộ 3 bên phía Lightning, và quan trọng hơn hết là trong toàn bộ quá trình đấy họ vẫn bấm bánh quy và bấm bình máu liên tục để hồi phục lại lượng máu để có thể giao tranh. Chứ nhiều pro player của BCS hay cũng như là ở các khu vực thấp hơn khác thì họ quên mất cái tư duy là phải bấm hồi máu trong những tình huống giao tranh, và như vậy khi mà họ hết máu là họ đi về luôn chứ họ không có cố gắng bấm hồi máu để ở lại combat làm gì cả. Nhưng mà đó vẫn là một pha trao đổi quá có lời bên phía của Lightning, và bây giờ ít nhất là họ có một đường thắng rồi đấy. Họ muốn bắt Icon, họ có thông tin là Icon không còn tóc biến, một cú vẽ mưa tên lửa khá ổn. Icon vẫn sẽ phải nằm xuống ở trong góc này, mặc dù người ta đứng rất gần trụ nhưng Erebit có thể sẽ phải hy sinh. Cái pha hy sinh thì tôi nghĩ là rất là nặng nha, nhưng mà mục tiêu vẫn chưa dừng lại. Doan Bi đang trong trạng thái không có cái gì bên cạnh cả, và anh ta đang cố gắng bỏ chạy, la đang bắn liên tiếp. Doan Bi đang cố gắng kích tất cả những gì có thể để ta có thể sống. Ai quên đi lao vào tấn công, và Doan Bi hiện tại đã có nửa thanh nổ nhưng góc này quá xa và chắc chắn sẽ có mạng gục. Nó quan trọng là dành cho ai, nó dành cho Lai. 5-1 cho LNG, một pha băng trụ rất bất cẩn đến từ Phoenix, và họ phải trả giá một cái giá rất đắt thực sự. Cái giá này thực sự là rất đắt khi mà Camille bây giờ đã khỏe, đã còn càng khỏe vượt trội hơn. Cái lượng sát thương của Akali ở thời điểm hiện tại chắc chắn là sẽ không thể dồn sát thương vào một con Camille lên búa rìu sát thần nữa rồi. Genix cũng có một tình huống đảo lên dập bắn cực kỳ đẹp vào người của Doan Bi, khiến cho Doan Bi bị làm chậm, mà sau đó anh ta chỉ còn mỗi cái nịt mà thôi, không còn gì cả. Một tình huống băng trụ, nhưng mà hai người băng trụ thì một ông chạy được, một ông thì bị nằm xuống sau đó. Còn cái ông mà đứng ở đường thì ngay lập tức bị xích vào. Và sau đó là IOD với cả Lai quay ngược trở lại đường dưới, đón một đợt lính rất lớn được Crips đẩy lên. Nó họ coi như là họ không mất gì cả ở khu vực đường dưới này rồi. Khá toàn nhờ là Philophonis rồi. Cái pha đánh vừa rồi là một pha đánh để ngăn cản cái ngưỡng sức mạnh nó từ Icon. Tức là bọn họ không muốn tạo quá nhiều khoảng trống để khiến cho Icon có thể farm thoải mái ở khu vực đường giữa được. Và đó là một trong những pha điển hình. Nhưng cái giá phải trả lại thực sự rất đắt, tại vì trong tình huống mà Doan Bi cũng nằm xuống, nếu như ta không nằm xuống trong tình huống đó, bạn có thể quay trở lại với những đợt lính, và khi đó cái điểm kinh nghiệm của bạn sẽ nhỉnh hơn. Có lẽ cần nhờ về thưởng lính, lúc đó sẽ là một trong những mấu chốt rất lớn để giúp cho Doan Bi có được một cái giai đoạn đi đường tốt với một con rai phía bên kia. Nhưng bởi vì bạn cũng nằm xuống, và thời điểm Icon cũng chuẩn bị xuất hiện ra trở lại rồi, nó khiến cho sự chênh lệch về mặt điểm kinh nghiệm nó không lớn lắm. Iwandi sẽ lùi về được trong góc này, không bị dính đúp đến từ Elis là đủ rồi. Và với tình huống đánh đó ở trong giai đoạn hiện tại, mặc dù đúng chỉ số farm đến từ Doan Bi đang rất tốt, nhưng nhìn về mặt điểm kinh nghiệm tôi không nghĩ là có sự chênh lệch nặng so với lại Icon phía bên kia. Chính xác là như vậy. Icon mặc dù đã phải nằm xuống rồi, nhưng mà đó cũng chỉ là điểm ngã gục đầu tiên của bên phía Fanpass Phoenix mà thôi. Đặc biệt là họ vẫn chưa đưa ra được cái bài toán với một con Camille phút thứ 10, phút thứ 9 đã mang ra búa rìu sát thần ở khu vực đường trên. Bây giờ lượng sát thương đến từ Nuri chắc chắn là gãi ngứa, bởi vì cấu bao nhiêu máu đối phương chỉ cần đơn giản chém ngược trở lại với cái nội tại đến từ búa rìu sát thần để nó hút lại máu rất là đau luôn. Thậm chí là tướng tay ngắn hút máu còn nhiều hơn. Ở đường dưới này Eldarlix đã bị tấn công và anh ta bị nuốt lại đến từ Crips và rút lui về. Đường dưới của Fanfast Phoenix vẫn đang là đường đẩy lên mạnh mẽ hơn, nhưng mà cái thế trận tổng quan ấy, bên phía Lightning sẽ ở thế chủ động nhiều hơn so với Fanfast Phoenix. Coi như là họ đang làm được một cái câu chuyện nó đơn giản hơn rồi đấy. Tức là cái điều mà hồi nãy chúng ta đã bàn, tức là đội hình này là đội hình kiểm soát
kiểm soát bản đồ rất là tốt, và nếu như mà họ cứ tiếp tục như thế này nữa thì một hồi con Ra sẽ được cử ra để đẩy lẻ một cánh, rồi sau đó Camille được cử ra đẩy lẻ một cánh. Khi đó Peloponnes tôi nghĩ là không biết đường nào mà lần đâu. Chứ cái đến chúng ta nhìn đội hình này của Peloponnes, tôi cảm giác như đội hình này đây là một trong những đội hình mà cái khả năng giao tranh nó không đánh giá cao lắm, tức là lượng CC của họ cũng không thuộc dạng gọi là khủng khiếp. Còn trong khi đó hãy nhìn LNG, khoan, từ từ, Dolby đang bị bắt lại ở đây, đực lượng máu của Dolby này bị mất khá nhiều. Những tình huống này đến từ tặc săn, nó mang lại một cái điểm lớn rất là mạnh. Với việc là lượng máu của bạn lúc nào cũng trong trạng thái thua với lại đường giữa phía bên kia, nó sẽ khiến cho cái sự tự tin cũng như là khả năng trụ đường của bạn chắc chắn là sẽ không thể nào bằng được rồi. Còn trong đó Thiên với lợi thế đang rất lớn là con sứ giả hơi đức, anh ta đang muốn gia tăng cái sức mạnh ở khu vực cánh dưới. Đây là cái nơi gọi là ổn nhất, tức là nơi gọi là không có thua. Nó thẳng ra nơi không có thua, khoan được một pha bay vào đó thì ai quên đi đã được nuốt rồi. Mưa tên lửa nó vẽ ra khá ổn đây, nhưng đang yếu đó là Creep, phía cánh nào đi còn yếu hơn. Người đang bị tấn công đó tạc 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 bốc hơi rất lẹ, và đó là màn hạ gục dành cho Dolby. Dolby đang tìm mục tiêu còn lại, anh ta thấy Icon, Icon quá yếu quá, Icon bắt tốc biến nhưng ta bị dính đúp trước đó. Icon vẫn phát đi được, ai quên đi cứu quá tốt trong tình huống vừa rồi. Ai quên đi và Icon, ai sẽ là người nằm xuống đây? Tôi vẫn đang chờ đợi. Icon đang ở một lượng máu khá yếu quá. Iwani bị dính tiếp một pha la vào đó tụi tôi. Bị anh ta đang trong trạng thái không có xin lỗi các bạn, đang trong trạng thái không có cơ hội để có thể thoát, nhưng đối phương lại là người không có cơ hội thoát hơn. Và đó là màn hạ gục liên tiếp cho khu vực đường giữa của Peloponnes. Một pha băng trụ rất hoàn hảo đến từ bên phía ban Fan Pasionic với những tình huống tấn công liên tục và nhấp nhả thành công. Cái khả năng cò quay đến từ một con Senna ở thời điểm hiện tại đã bắt đầu trở nên ghê gớm hơn khi mà lượng sát thương bên phía Lightning dồn vào là không nhiều. Chúng ta có thể xem lại pha giao tranh. Đây là một pha mà họ lợi dụng cái con sứ giả khe nứt này, và họ bên phía Lightning muốn tổ chức được một tấn công. Những khả năng cò quay và bảo vệ đến từ Senna với cả Tamken là rất nhiều, chưa kể là lượng sát thương ở bên phía Lightning bị phân tán. IOD đã có một tình huống anh ta di chuyển để bỏ chạy ra khỏi giao tranh, và anh ta chỉ quay lại khi mà đồng đội anh ta cần mà thôi, quay lại cố gắng khống chế. Nhưng cái tình huống này là một tình huống tính toán rất chuẩn đến bên phía Fan Pasionic khi mà chặn đủ mọi đầu. Và tại sao Dolby lao vào trước? Bởi chúng ta đang có Koska, anh ta sẽ rơi vào tình trạng xuống ngựa trong một khoảng thời gian, và lúc đấy thì anh ta sẽ không bị khống chế. Nhưng ở khu vực đường trên này thì Nuri chưa kịp sát chiêu hoàn hảo lần hai thì đã gãy giữa đường, và đó tiếp tục là điểm hạ gục thứ 5 dành cho quân bài Camille của Ale. Với việc có được bài hạ gục thứ 5 thì bên phía của LNG họ có thể kiểm soát được con sứ giả khai nứt thứ 2, nó cũng khá là dễ dàng thôi. Còn Peloponnes họ đang làm điều mà, tức là về mặt cơ bản, ví dụ như cánh trên của bạn đang bị thọt thì bạn sẽ đẩy mạnh xuống cánh dưới, và họ đang làm đó rất là tốt. Họ đang có được những bài hạ gục dành riêng cho đôi MB. Đáng tiếc thay là từ nãy giờ Elvis vẫn chưa có được bài hạ gục nào, nó khiến cho cái ngưỡng trang bị đối với Elvis nó chưa có sự vượt trội lắm. Nhưng mà không sao, cái vấn đề ở đây đó chính là anh ta không hề lo ngại về cái điểm đó. Cái điểm quan trọng đó là con Tamken này từ nãy giờ đang farm phải nói là ổn. Cái tình huống giao tranh ở khu vực đường dưới là một khoảnh khắc mà chúng ta thấy là 78 triệu kiểu lớn nhìn cái like, trong cái đó Creep có tới 88, chứng tỏ là khu vực đường dưới ở trong giai đoạn này thì Peloponnes vẫn đánh ổn và tốt hơn rất là nhiều. Và chưa cái đánh cái mưa tên lửa vừa rồi của Thi nó cũng rất là tốt, nó khiến cho Lai bỗng nhiên bị tắt sát thương ra so với lại những người đồng đội. Anh ta không thể nào bước lên bắn được khi mà những cú mưa tên lửa đó là những cú mưa tên lửa nó khiến cho Lai đi ngang qua đó đạp, là anh ta có thể sẽ trở thành một trong những nạn nhân cực kỳ nặng nề mà Peloponnes họ có thể khai thác được. Với cả là cái ngưỡng sức mạnh của Jinx là đến từ ngưỡng 1 đồ hoặc là 3 đồ, chứ không phải là cái ngưỡng khi mà chưa hoàn thành xong món đồ thần thoại này. Một pha solo ở đường trên giữa Ale và Dolby sát thương là rất nhiều, cũng có khả năng hồi phục với trùy hấp huyết, nhưng mà cần có thêm Thiên ở đây. Họ đang muốn shutdown, họ muốn đang lấy 500 tiền thưởng ở trên người Ale, nhưng Ale đang xử lý có thể nói là rất bình tĩnh. Anh ta ra ăn hạt hồi phục rồi. Thiên với cả Dolby tiến xuống, nhưng Ale né được cú lao điện đến từ Thiên và ta rút lui về được. Một pha xử lý vô cùng chính xác đến từ người đi đường trên của bên phía Lightning. Đây sẽ là một trong những điểm mấu chốt. Từ Awani bật chiêu cuối lên, thấy ai thấy eo đâu biết tấn công về đấy. Creep bị mất tóc biến ra xem, được nuốt không đã, được nuốt ở phía bên kia từ mưa tên lửa tạo ra, nó khiến cho đặc răng vào Awani đi rất chậm. Awani phải bỏ chạy bằng tất cả kỹ năng của mình. Bên lớp Phoenix họ đang rất nỗ lực trong việc có những màn đáp trả. Bên phía bên này Awani cũng đang muốn tìm được những khoảng trống để có thể khai thác được. Và LNG để coi con sứ giả Kinect thứ 2 này họ có thể cứu được hay không nè. Họ muốn có trao đổi à. Cái thời điểm sứ giả Kinect thứ 2 ra đó cũng là thời điểm mà con lớp Phoenix họ muốn có một sự trao đổi nhẹ nhẹ. Một bên lấy sứ giả, một bên lấy con rồng. Có việc lấy được con sứ giả này đã sẽ giúp cho LNG có được cái trụ đầu tiên dành cho Camille. Còn trong khi đó thì với việc có được con rồng, Peloponnes sẽ có thể tiến đến và cũng như là hướng đến con rồng linh hồn của bán thi đấu này một cách nhanh hơn.
Linh hồn của ván đấu này là linh hồn rồng gió, nó lại quá phù hợp cho Akali Rumble với cả con Klett để có thể lao vào. Những cái vị tướng này mà sau khi sử dụng chiêu cuối mà được tăng tốc độ di chuyển thì quá sướng và quá khủng khiếp, đặc biệt là Klett với những tình huống lao vào liên tục, đã tăng tốc từ chiêu cuối rồi lại được tăng tốc từ linh hồn rồng gió. Cái tốc độ tiếp cận của Doinbi vào tuyến sau bên phía Lightning sẽ là rất nhiều. Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, con bài Rise đến từ Icon ấy đang bị đứng đồ rất là lâu, anh ta bị chậm cái ngưỡng sức mạnh của mình đi rất nhiều do bị khai thác quá tốt trong những tình huống giao tranh ở bên phía phản quát Phoenix. Đó là lý do tại sao mà đường trên của bên phía Leaning có quá nhiều lợi thế nhưng vẫn không đem lại được một thế trận tổng quan vượt trội cho bên phía của Leaning. Hiện tại thì những pha giao tranh diễn ra nó sẽ còn phải tùy thuộc vào câu chuyện là Doinbi có cái xung phong hay không. Nếu như ta có xung phong thì khi đó bên phía của Philip Phoenix họ mới bắt đầu tính tới câu chuyện giao tranh. Còn nếu như không thì có thể ván thi đấu này sẽ kéo dài, tức là chỉ farm trong vòng cỡ khoảng 3 phút mấy tới cái thời điểm mà con rồng ra. Cái thời điểm đó sẽ là cái thời điểm thích hợp cho tạc xăng có thể sử dụng cái con sứ giả khai đức vừa rồi họ mới ăn được thả ra để có thể gọi là kìm hãm đi cái việc có được linh hồn rồng sớm để được con lớp Phoenix. Nhưng mà đó là cái câu chuyện lý thuyết, bởi vì EPL là một trong những giải đấu mà bạn không thể nào ngờ đâu, có những tình huống cứ nghĩ là sẽ để chậm nhưng bất cứ một đội nào cũng có thể đẩy nhanh tốc độ của ván thi đấu lên, chỉ bằng đúng một cái chiêu cuối hay một pha bắt lẻ chẳng hạn. Cho nên chỉ cần có cái xung phong nó sẽ là một trong những điểm nhấn rất lớn cho Philip Phoenix có thể đánh cực kỳ mạnh. Nên nhớ việc cắm mắt và kiểm soát là một những mấu chốt đến từ LMG. Nếu như họ không làm được câu chuyện đó thì họ sẽ rất nhanh bị tàn sát bởi đội hình này của Philip Phoenix. Nhưng nếu như bạn cắm mắt và bạn không thể nào có thể kiểm soát được trước mặt của mình là ai thì chỉ với một cú xung phong thôi Philip Phoenix sẽ biết mình cần phải làm gì. Chắc như vậy. Bây giờ bên phía của Fanfast Phoenix đang để cho LWX farm ở khu vực ở giữa là rất nhiều. Anh ta có cái lối lên đồ là sẽ lên đồ sát thương với cái móc diệt thủy quái. Còn ta rằng thì đang muốn ghé thêm khu vực đường trên. Đường trên nó đã trở nên quá khó thở với Nuguri rồi nên anh ta đang tạm thời xuống khu vực đường dưới này để đi cho nó an toàn hơn. Còn Doinbi, một vị tướng khá là cơ động, sẽ được trao cho cái khu vực đẩy khu vực đường trên. Đây là khu vực mà rừng không có một con mắt nào đến bên phía Fanfastonic mà chỉ có một con mắt đến từ bên phía Lightning ở trong khu vực bùa đỏ. À, nghĩa là bên phía Fanfast từ bỏ cái việc kiểm soát tầm nhìn ở khu vực gần hang Baron, bởi vì Baron còn chưa ra, 3 phút nữa thì Baron mới ra. Nên họ chỉ kiểm soát ở khu vực hang rồng mà thôi. Hiện tại đây vẫn đang là giai đoạn hòa bình đến từ cả hai đội, khi Philip Phoenix họ cũng chưa muốn đánh, còn trong đó là LNG. Họ đang muốn tạo thêm nhiều khoảng thời gian cho con Jin này có thể nhanh sớm có được món trang bị thứ hai cho mình, cũng như con Rai cũng tương tự giống như thế. Thời điểm sinh ngưỡng sức mạnh đến từ LNG nó phải là từ món trang bị thứ hai trở lên, tức là con Jin cần phải có thêm một món nữa, ma vũ thông chiến hay là một món trang bị ở đó chẳng hạn. Còn trong đó Icon cũng tương tự giống thế, anh ta cũng cần một món trang bị thứ hai thì khả năng đã sát thương nữa từ LNG nó sẽ có được một ngưỡng sức mạnh họ cần thiết trong pha giao tranh 5 năm. Còn tạm thời trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của họ đó là để cho hai con tướng này farm cái đã, rồi sau đó hẳn tính tới câu chuyện giao tranh. Chính xác như vậy. Tuy nhiên một điều tôi thấy hơi đáng tiếc là bên phía của Leaning chưa tận dụng được cái lợi thế mà con Camille của Ale tạo ra ở khu vực đường trên. Với một con Camille quyền năng bất diệt và búa dìu sát thần, bây giờ đang chuẩn bị lên tiếp cho mình là dìu mãng xà. Thì cái việc mà bạn tấn công xung quanh cái con Camille này sẽ là một điều nên làm những giờ phút vừa rồi để đẩy mạnh đi cái lợi thế đấy. Nhưng mà cơ bản là Lightning không tìm được một khe hở nào để có thể mở đầu những pha combat với những cái bộ chiêu thức của mình. Thực ra là họ hoàn toàn có thể có một tình huống mà Ryan đã đảo ra, nhưng với cái thế lính đường giữa bị đẩy liên tục đến từ Tamken và Eldarix thì Light không thể nào mà bỏ đi đâu khác được cả. Cùng lắm sẽ chỉ đóng góp những tình huống giao tranh bằng cú tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp mà thôi. Nó sẽ hơi khó tại vì cơ bản mà nói đội hình này của LNG nó không phải là một đội hình bắt lẻ một cách gọi là xuyên bản đồ. Ví dụ như là bạn nắm giữ một đội hình có Galio, có Nocturne với Camille chẳng hạn thì họ có thể làm được câu chuyện bắt lẻ đó. Nhưng bởi vì hãy nhìn đội hình này nên nhớ con Rai này như là nãy chúng ta đã bàn về câu chuyện đó là nó cần đồ. Còn trong cái đó Odin thì có đi bộ. Nó khiến cho tất cả những gì có thể mà LNG làm được đó là cố gắng kiểm soát và tạo những cái khoảng trống lớn cho Rai cũng như là cả Jin có thể farm được thôi. Nó là cái mấu chốt lớn nhìn danh phiếu của LNG. Họ cũng không cần, không có vấn đề gì phải vội cả. Họ đang nắm giữ một con Camille để đánh được vào tuyến sau để có thể đánh được vào một con Senna hay là một thiên từ phía sau đang lạc hỏng chẳng hạn. Họ có được những công cụ đó thì bây giờ cái họ cần đó là cần có thêm được sự hỗ trợ cho Ale. Và để có được sự hỗ trợ cho Ale thì con Ryan phải khỏe và con Jin phải khỏe. Đó là nhiệm vụ họ cần thiết, họ cần phải làm. Bây giờ họ đang làm câu chuyện đó. Nhưng bây giờ rồng đã ra,
Và con sứ giả Khenix ở khu vực đường dưới vừa rồi cũng đã lấy được cái trụ mộ khu vực đường dưới. Nó mở một cái tiền đề khá lớn trên phía của LG. Có thể có được phải đánh khoan từ xung phong tung ra và bắt Iwan đi. Mưa tên lửa lại là rất đẹp. Nhưng cái vấn đề là nó chọn hết mưa tên lửa hết xung phong rồi. Con rồng ở trong giai đoạn này vẫn có thể nằm trong cái tư thế tranh chấp, và nên nhớ pha vừa rồi LG họ không tổn thất quá nhiều lượng máu. Ai quên đi mất một lượng máu mà ta sẵn sàng quay trở lại và ta cười vào đội hình này của Flop Phoenix. Icon đang chờ đợi cơ hội để có một pha chưởng. Đặc răng đang có lượng sát thương rất khủng khiếp đó. Pha la vào đó ta quên đi hất tung được kha khá người. Đơn bi dứt điểm đang quên đi rất lẹ. Một pha bơi đến từ Nubudi đang ta đang lựa góc. Phía cánh này Emrys đang được bắn. Anh ta bắn liên tiếp người qua lề. Ale bị dứt điểm bởi đơn bi. Và Nubudi vừa rồi sử dụng cái sát chiêu hoàn hảo của mình. Nubudi đang tiếp tục bơi. Và trong khi đó Lai bóng không nổi và Lai phải trả giá 9-7 cho Philophonis. Triple kill có dành cho đơn vị và Tặc Răng đang cố gắng bỏ chạy tốc lên lao điện, bóc biến lên đá lưỡi. Và đó là quét sạch cho Philophonis, 17 dành cho họ. Một tình huống combat cực kỳ mãn nhãn đến từ bên phía của Fanpass Phoenix. Cũng một phần là bên phía của Lightning, họ đã bay vào một quá vội và không có những tình huống giao tiếp cùng với nhau. Họ hoàn toàn có thể sử dụng cái dòng xoáy không gian của Riot để gây náo loạn đội hình bên phía đối phương rồi mới lao vào. Trước khi pha lao vào trực quan vừa rồi của I1D thì nó hơi sớm quá. Và ngay khi ta lao vào, các bạn có thể nhìn thấy là anh ta tan biến ngay trong một nốt nhạc. Cái khả năng chống chịu của I1D là không nhiều. Và anh ta nằm xuống rất là sớm, nó khiến cho khả năng khống chế đến từ Lightning là không còn nữa. Chưa kể là sau đó cái lượng sát thương của họ, đây các bạn có thể nhìn thấy là họ tấn công vào Thiên cộng với cả Creeps là chính. Cùng lắm là họ gây sát thương lên thêm vào người của Nugri mà thôi. Nhưng còn một người quan trọng khác đó chính là Eldarwick, thì đứng ở đằng sau hồi máu tạo khiên, làm tất cả mọi thứ và gây cả một lượng sát thương cực kỳ lớn nữa, khiến lượng sát thương của bên phía Lightning vào hoàn toàn không có. Và một cú sát chiêu hoàn hảo lần hai trúng hai người đến Nugri, đem lại một lượng sát thương cực kỳ kinh dị cho bên phía Fanpassonic. Dù vậy bên phía Lightning cũng có một điểm sáng, đấy là Lai người ta bay sang, người ta bắn con rồng một cái và người ta cướp được con rồng gió đầu tiên của phán đấu này dành cho bên phía của Lightning. Với lại cái điều mà tôi đang muốn nói đấy là Lightning trong tình huống vừa rồi họ có rồng xong, tôi nghĩ cái điều sáng suốt nhất của họ là nên về. Họ nên về, cái nhiệm vụ của bạn nó hoàn thành rồi, bạn có được con rồng khoan từ solo kill ở đây. Một pha sử dụng chiêu cuối rất tốt đang chờ đợi cho pha quy thứ hai của mình. Đã có quy thứ hai thả mưa tên lửa nhưng không kịp cứu Edobit đang bị bắt lẻ và ta nằm xuống rất là lẹ. Nuguri phía cánh này vòng xé không gian tung ra ba người đứng ở bên trong để có thể bắt lẻ được Thiên. Thiên vừa rồi mất tâm biến, anh ta bị dính trực bắn, anh ta bị đá và ta nằm xuống. Mà gục dành cho Ale. Đang tính nói là LNG cái thời điểm giao tranh nó là cái thời điểm nó không phù hợp lắm về mặt trang bị, khi mà con Jin nó chưa có máu ngay, còn trong khi đó thì con Ryan nó có cái dây chuyền tụng kinh, nó chưa có đủ cái dây chuyền chữ thập, nó hơi khó để các bạn có thể giao tranh được. Nhưng mà mới nói xong thì Philophonis họ bị solo kia, họ bị bắt lẻ và họ bị tan vỡ ở trong tình huống vừa rồi. Một tình huống sử dụng dây chuyền tụng kinh và siêu thoát luôn cho ba thành viên bên phía của Fanpass Phoenix. Một điều mà tôi không thích ở Fanpass Phoenix ở cái giai đoạn này của ván đấu là họ hay đi lẻ. Ở đây một tình huống đi lẻ như vậy, phá xong trụ mid tự nhiên ông Chris và ông Eldarwick lại đi cái đường gần nhà đối phương, dễ bị băng vào, không có tầm nhìn. Còn Nugri ở Doinbi thì lại xa đà và một pha solo kill với một con Camille 7-1 và nó có cho mình là cái búa rìu sát thần, thì lượng sát thương của một vị tướng đấu sĩ như là Doinbi sẽ không bao giờ đủ. Và anh ta đã quá coi thường cái con Camille này và dẫn đến phải trả giá với một cú đá giao thức chuẩn xác lần hai cực kỳ mạnh đến Ale. Và tiếp theo đó thì nó làm giảm đi cái hiệu quả của cái bùa hợi Baron này đến bên phía Fanpass Phoenix khi mà họ đang âm 500 tiền. Cái góc đứng vừa rồi đến từ Edobit phải nói là một góc đứng rất là tệ nha. Senna đứng ở ngay cái hẻm, một cô gái mà đứng trong hẻm thì chắc chắn cái điều đầu tiên mà bạn sẽ gặp đó là trả giá rồi. Không có cửa nào để có thể cho Senna có thể thoát được trong tình huống đó cả. Không 300 thì cũng 500, cái pha vừa rồi chắc là 300. Bởi việc nằm xuống ở trong cái tình huống đấy, nó khiến cho cái tốc độ của ván thi đấu được tạo ra từ Philophonis một phần đó bắt đầu bị giảm tải. Ở việc của Mew này càng ngày càng khỏe, con Akali đẩy ngược không lực nổi. Nó sẽ là một trong những tiền đề rất là lớn cho LG. Đội hình 4-1 cũng được, mà 1-3-1 cũng được. Một cánh mà bị bắt lẻ thì hai cánh còn lại đẩy vô rất là mạnh. Và thực ra khi mà giành được con rồng gió rồi ấy, thì họ sẽ không quá vội vàng trong những tình huống combat sau đấy. Họ hoàn toàn có thể cho bên phía Fanpass Phoenix lấy được cho mình con rồng 3 cũng được. Bởi vì cái giai đoạn combat rồng trước ấy là họ bắt buộc phải đánh, họ bắt buộc phải cướp để cho cái linh hồn rồng nó không đến quá sớm. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà đã có ngưỡng trang bị là hai món rồi ấy, thì họ hoàn toàn có thể đợi thêm khoảng 5 phút nữa
để combat. Giả dụ bây giờ là 46 giây sau ấy, cho bên phía FunPass Phoenix ăn được cho mình con rồng gió đi, thì họ vẫn có chưa có linh hồn. Thì đợi 5 phút nữa thì đội hình của Lightning sẽ là đội hình combat rất là mạnh. Còn ở giai đoạn này họ cứ đẩy lẻ hai cánh thôi, Camille đi một góc, Rai đi một đường còn lại, và sẽ cố gắng câu kéo để cho trận đấu nó kéo dài thêm, để cho những cái vị tướng Hyper Carry trong team của họ là Camille, là Rai hay là Jinx có thêm đồ để có thể đảm bảo chắc chắn pha combat hoàn hảo dành cho bên phía của Li Ning. Có món 2 rồi, có món 2, cả Jin cũng đã có 2 ma vũ sông kiếm cho mình, và kết hợp thêm nữa là con Rai cũng đã có được cái đồng hồ cát. Đây là những thứ sẽ hỗ trợ đó. Rai cũng kỹ quá nhỉ, anh ta thấy là cái người duy nhất có thể gây tổn hại đến anh ta, có thể gây tổn thương cho anh ta là Nuguri. Anh ta quyết định là đóng thẳng một cái kiếm răng cưa luôn, để khiến cho mình có thêm một lượng giáp ảo để có thể vượt qua những pha quay trở lại tấn công nó khá là ổn. Còn thế này Phelps chắc không cần phải nói nhiều nữa, họ đang kiểm soát được con rồng mà không thể có sự tác động nào của LG. LG cũng nhận ra bây giờ do đó năm chúng tôi chơi không loại thì chúng tôi sẽ chơi cái trò đó là đẩy lẻ. Với đội hình của chúng tôi thì cái việc đẩy lẻ là cái việc rất là khoan khoái. Icon đang nắm giữ một con Rai, một con tướng đẩy lẻ tốt, đang còn trong đó Ale cũng nắm giữ một con Camille đẩy lẻ tốt, thì không có việc gì dài mà chúng tôi không đẩy lẻ cả. Họ cứ đẩy, bạn có rồng, chúng tôi có được những cái công trình, thì cứ như thế. Với lớp Phoenix sẽ càng ngày càng bị thua mặt công trình hơn so với LNG. Chính xác như vậy, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là lượng tiền nó đã bị kéo rất là ngắn rồi. Mặc dù vậy bên phía FunPass Phoenix đang ở trong một giai đoạn mà họ rất muốn đánh. Thực sự giai đoạn này là giai đoạn mà họ cực kỳ muốn combat 5 năm để có lợi thế về mặt trang bị. Cái lợi thế mà trang bị bên phía FunPass Phoenix đấy chính là ba cái đồng hồ trên người và các thành viên, một cái đồng hồ ngưng động của đội hình B, hai cái đồng hồ cát đến từ Nuguri và Tien. Đây sẽ là những món trang bị để các bạn có thể outplay trong những tình huống combat 5 năm và qua đó giành chiến thắng. Trong khi đó Lightning chỉ có một cái đồng hồ ngưng động của Camille mà thôi, và một cái đồng hồ cát đến từ Icon. Nên là bây giờ giao tranh thì họ sẽ lỗ hơn về mặt những trang bị câu kéo, và như vậy thì sẽ là một tình huống mà bên phía FunPass có thể lợi thế hơn. Tuy nhiên FunPass Phoenix vẫn đang bị đối phương dắt mũi một cách khá là dễ dàng, khi mà đối phương chắc chắn là sẽ không muốn tụ tập vào với nhau. Và bây giờ FunPass cần làm đấy là phải dồn vào Baron để có thể nhử cho bên phía Lightning ra để combat. Cái câu chuyện như thế này, cái sát thương đến từ Phoenix liệu họ có đủ để có thể dồn được vào một con Baron với cái tốc độ nhanh nhất có thể hay không, hay là trong những tình huống đó LNG họ lại thiết lập một cái thế, nên nhớ Baron ở cánh trên còn Ale đẩy liên tục ở cánh dưới. Tức là nếu như mà LNG họ câu kéo đủ thời gian thì đôi khi Phoenix Phoenix cái tỷ lệ ăn Baron của họ không cao, mà có thể họ bị vứt cả công trình xuống khu vực đường dưới luôn. Đây là cái thế mà LNG họ đang thiết lập và họ đang tạo ra một cách gọng kìm. Nó khiến cho anh phía của Phoenix Phoenix không tài nào có thể sử dụng con Baron là một trong những công cụ để ép bên phía của LNG có thể có được những pha giao tranh mà Phoenix Phoenix họ tự tin là họ là gọi giành được thắng lợi. Và LNG cũng hiểu được câu chuyện đó. Chúng tôi không có vấn đề gì để cho các bạn có thể ép chúng tôi trong khu vực hai Baron cả. Các bạn cứ ăn con Baron thoải mái, chúng tôi sẽ ăn cái nhà chính của các bạn. Chỉ đơn giản câu chuyện nó chỉ dừng lại như thế mà thôi. Cho nên với việc Ale cứ đẩy liên tục và ép liên tục như thế này thì Phoenix Phoenix chỉ có một trường hợp họ bắt lẻ được, thì lúc đó họ mới bắt đầu, không cần biết là bắt lẻ ai, ví dụ như bắt lẻ ai Wambi chẳng hạn, thì khi đó họ mới có thể có được những tình huống Baron một cách thuận tiện nhất có thể. Còn nếu như họ không bắt lẻ được, tôi cảm nhận như thì Phoenix Phoenix không thể nào sử dụng con Baron trở thành công cụ để đánh giao tranh được. Chính xác là như vậy. Có cảm giác như là nếu mà họ bắt vào IOD thì thực ra họ cũng không bắt được, bởi vì IOD là một vị tướng Rakan lại còn lên cho mình vương miện Surelia nữa, thì cái tốc độ sủi của anh chàng này là cực kỳ nhanh. FunPass Phoenix vẫn đang thực hiện đúng cái điều mà đối phương muốn họ làm, đấy là farm, đợi con rồng tiếp theo ra. Và trong trường hợp này thì có lẽ là cái linh hồn rồng gió này sẽ là nơi để hai đội combat một cú giao tranh 5 năm. Và trước đấy thì bên phía FunPass Phoenix chắc chắn sẽ muốn một tình huống bắt lẻ. Còn bên phía Lightning thì xem nào, nếu mà là tôi ở bên phía Lightning khi mà có con Genix như thế này ấy, thì tôi thậm chí tôi sẽ bỏ luôn linh hồn rồng gió cho bên phía FunPass Phoenix để hướng đến combat ở con rồng ngàn tuổi, thì nó có vẻ là câu được nhiều thời gian hơn. Nãy giờ không để ý, chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận như là LNG có thêm cái công cụ đẩy lính nữa rồi đó. Họ đang có một con Jin với những ngưỡng trang bị nhất định của mình rồi. Thật ra bây giờ ngay cả một con Jin mà bật Q lên, tức là bật cái khẩu đại bác của mình lên, thì nó cũng là một trong những cái máy đẩy lính rồi khỏe. Nó sẽ khiến cho Phoenix Phoenix một phần đó cũng khá khó trong việc có thể tìm được những khoảng trống. Nên nhớ,
khi bạn tự tin đẩy quá nửa bản đồ, nó đồng nghĩa với câu chuyện là bạn phải kiểm soát được mắt ở bên trong khu vực tường thì sau đó bạn mới dám đẩy cao. Còn nếu như không thì sẽ hơi khó. Còn hãy nhìn Peloponnes, họ bây giờ bắt đầu muốn có những pha tranh chấp về mặt lượng tầm nhìn rồi. Đây là tình huống mà Peloponnes họ có thể chủ động được, lính khu vực đường dưới họ thấy Ale, họ thấy lính đường dưới. Đây là cái thế lính thuận lợi để cho Peloponnes có thể làm được một điều gì đó, ví dụ như là bật xung phong và đánh nhau chẳng hạn. Nhưng mà hãy nhìn kìa, LNG đánh rất là đỉnh, tức là họ không có việc gì phải vội vàng cả, họ cứ đi cùng với nhau, họ cứ làm chậm. Nó sẽ gây ra một sự khó chịu nhất định và bên phía của Peloponnes hơi khó để có thể làm một điều gì lắm. Để coi quyết định của LNG sẽ là gì đây. Nên nhớ thế lính khu vực đường dưới này là thế lính Peloponnes làm chủ. Họ được quyền làm rất nhiều điều ở khu vực đường giữa này với một khoảng khối lượng thời gian rất lớn. Cho nên họ không vấn đề gì phải vội cả. Nên nhớ hai bên lính cánh đang là hai bên lính rất lợi thế, và là Peloponnes họ biết được câu chuyện đó. Cho nên đây là thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn để họ có được một pha giao tranh. Hay xung phong đến từ đôi mi tiêu tặc đang phải lùi lại. Ale đang lựa mục tiêu, đôi mi đang khá đơn độc, anh ta đang phải lùi ra, anh ta bị mất cái con vest của mình rồi, anh ta không bị dính trực bắn, đã bị mất đi cái chì gai, xin lỗi các bạn, đã bị mất đi cái móng vuốt và vòng xoáy không gian được sử dụng để có thể ăn được con rồng. Chắc chắn là như vậy rồi, không còn cái cửa nào dành cho Peloponnes nữa. Nói đó là thời điểm không thể hoàn hảo hơn để giao tranh. Nhưng Peloponnes họ không có một pha giao tranh thì đồng nghĩa việc là họ sẽ bị mất đi cái thế để có thể tạo được nhiều tiền đề. Bây giờ quyết định của họ là all-in con Baron chẳng hạn. Nên nhớ, với thế lính này họ vẫn có thể làm được rất nhiều điều với một khối lượng thời gian vô cùng lớn. Và bây giờ họ sẽ làm điều gì tiếp theo đây? Tôi đang chờ đợi một tình huống ở đó bất ngờ nữa. Hay, đã có, bắt Ale. Nhưng mà bắt Ale mà không có xung phong thì giống như bắt ngựa mà không có dây vậy đó. Nó không thể nào làm được gì nữa cả. Và Peloponnes bất lực hoàn toàn. Fanplus Phoenix đang bị bên phía Lightning nhấp nhả tốt hơn rất nhiều. Và đây là một tình huống mà bên phía Lightning không có nhiều tầm nhìn. Bắn cho mình siêu tên lửa đạn đạo, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp ra để check tầm nhìn và cấu máu thôi. Nhưng ngay lập tức chỉ dính một cú chiêu cuối của Genix thôi. Mà bên phía Fanplus Phoenix đã phải đi ra rồi. Xung phong đã có nha, bốc xung phong lên, bốc có lao vào lên. Thấy ai đây, thấy Lai để xem bắt được Lai không. Một pha bơi vào bên trong, thấy được cả Icon nữa nha. Icon vẫn phát được Lai bắn rất chất lượng, nhưng bắn xuống được của Doanby. Doanby mất đi con bét rồi, và anh ta có thể sẽ mất luôn cả mạng. Chiêu cuối được hỗ trợ để cho Doanby có một đường giáp ảo, và chiêu cuối đến từ Thiên cũng tương tự như vậy. Peloponnes nên nhớ họ vẫn còn có thời gian, nhưng xung phong hai lần đều thất bại thì rất khó để họ có thể làm được lần thứ ba. Bởi vì đây sẽ là thời điểm mà bên phía của LNG họ sẽ quay trở lại với những con lính, họ lại tiếp tục thiết lập một cái tình huống gọi là 1-3-1 nữa với con Rai đẩy cánh, với con Camille đẩy cánh và bộ ba khu vực đường giữa. Cái việc bật xung phong của Doanby cho đến thời điểm hiện tại của ván đấu, tôi cảm giác nó chỉ giống như một cái Surelia ở trong trận đấu mà thôi. Khi mà Lightning IYD anh ta cứ nhìn thấy xung phong là anh ta sẽ bật Surelia cho những người đồng đội của mình để có thể gia tăng một lượng tốc độ chạy tương tự, nó làm giảm đi cái hiệu quả của xung phong đối với Doanby rất là nhiều. Và trong khi mà Doanby lao vào ấy, thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là cái lợi của việc con Genix đã có để mình cung xanh, và bây giờ là nỏ thần Dominic, đấy là một con Kled tanker lao vào, nó bắn cho phát tí nữa thì gãy ngay tại chỗ luôn. Và thậm chí là Doanby phải mất cả tốc biến để có thể bỏ chạy trong tình huống giật bắn vô cùng chính xác đến từ Lai. Và ở giai đoạn này của ván đấu thì Senna của LWX vẫn chưa có thể đủ tầm để có thể gây ra một sự khó chịu đối đầu với con Genix bên phía bên kia. Chắc phải đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì con Senna này mới thực sự trở thành một cái quân bài khó chịu. Nhưng nếu mà bên phía Phan Bắc Genix cứ lao vào những pha giao tranh nó không hiệu quả như vậy, họ lại muốn đánh nữa, rất khó. Xung phong mở ra tên lửa, vừa rồi mưa tên lửa nói chung cũng khá ổn, nhưng nó chưa đủ tiền đề cũng như là đủ cái sự đỉnh lắm để bạn có thể khiến cho đối phương vào trong thế khó. Cứ như thế này thì Phan Bắc làm sao đánh được. Còn trong khi đó LNG nhấp nhả thật sự quá đỉnh, nó khiến cho Peloponnes từ nãy giờ không làm được gì cả. Hình như cả năm người đều có ghế sao, khả năng nhấp nhả của họ là rất tuyệt vời, và nó khiến cho Peloponnes đang trong cái tư thế khó đó. Cứ như thế này thì bạn lấy cái gì ra? Cái xung phong là cái công cụ dành cho Peloponnes để họ có những pha giao tranh, nhưng họ xung phong xong họ hết cách để họ có thể làm được cái gì đánh cái đội hình này của LNG rồi. Chính xác như vậy, và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là cái đội hình của LNG cũng có một cái điểm đặc biệt, đấy là các vị tướng họ đa phần là có khả năng cơ động cực kỳ tốt. Chỉ có con Genix là không có cái sự cơ động quá nhiều, nhưng mà khi mà được bấm Surelia đến từ IYD ở bên cạnh ấy, thì cái việc mà anh chàng này thoát về cũng là điều dĩ nhiên thôi. Chiêu cuối của Doanby thì sẽ quay nhanh hơn cái vương miện Surelia của IYD chỉ một tí thôi, nó tầm khoảng 10 giây.
Và trong cái ngưỡng 10 giây này, bên phía Fantastic bắt buộc phải đánh thành công. Nhưng có vẻ như họ không làm được điều đấy. Surya đã lại một lần nữa xuất hiện. À đấy, và nó sẽ lại thêm một kịch bản, đấy là Lightning ngó đầu ra ngoài, trêu trêu một tí, Dolby bật xung phong lao vào, IOD bật Surya để rút chạy, và sau đó Lightning lại quay trở về cái việc là đẩy lẻ hai cánh, và sau đó ló mặt ra một tí. Cái vòng quay nó lặp lại từ nãy giờ nó 3-4 lần rồi. Cái mấu chốt lớn nó vẫn là câu chuyện cũ, phải bắt được lẻ, tức là phải bắt được một người hẳn tính tới câu chuyện Baron. Còn nếu như không bắt được người là Phân Lớp Phunix không đánh Baron được. Họ có thể dùng con Baron này, dùng công cụ để có thể lật ngược thế cờ. Nhưng mà họ muốn lật ngược thế cờ thì ít nhất họ phải cầm được quân cờ quan trọng nhất của ván thi đấu cái đã. Và cái quân cờ bây giờ họ cần phải làm được đó là bắt được một thành viên nào đó, nhưng bây giờ họ chưa làm được. Ui, một cú đá. Nếu như mà bỏ ra cái lượng máu vừa rồi mà ảo á, thì tôi nghĩ là Crip mất cũng gần nửa cây á. Chứ cái V2 đó từ một con Camille. Chính xác như vậy, đó là sát thương chuẩn. Và nó có một lượng sát thương đến từ cái búa dìu sát thần, nghĩa là sát thương dựa theo phần trăm máu. Cái kịch bản mà bên phía Fanfast đang muốn hướng đến là cái có lẽ sẽ là một tình huống mà Nubi vòng lấy được đằng sau lưng của bên phía Lightning. Đội Nubi sẽ bật xung phong để lao lên trực diện, cộng với lượng sát thương đến từ Eldarowix và cái khả năng quét mưa tên lửa đến từ Chiên để có thể giao tranh cùng. Nhưng mà Nubi phải là người đi ở tuyến sau. Nubi phải bắt được đằng sau của bên phía Lightning thì mới có lợi được. Chứ Nubi đi trực diện thế này thì một con Akali ở trước mặt bạn là bằng sự nguy hiểm mà không, thậm chí là Clash của Dolby bây giờ bị bắt lại. Chiêu cuối tung ra và Dolby đang trong thế khó. Dolby đang trở thành dạng cô độc và anh ta đang cố gắng bỏ chạy làm tất cả những gì có thể. Trong cái đó Nubi cũng tương tự giống như thế. Đây là một cái điều rất là khó trong Phantom Phoenix, tức là Dolby cứ lao lên nhưng mà bốn thành viên còn lại cứ bật cái chế độ theo tiếng Anh gọi là khi mi may ấy, thì nó sẽ rất khó để cho bên phía của Phantom Phoenix có được một tình huống đánh nhau giao tranh mà họ giành chiến thắng lắm. Họ cần phải bơi vào cùng một lúc thì khi đó mới đánh được. Nhưng mà LNG lúc nào cũng tách được bên B ra với lại bốn người còn lại thì không tài nào để họ có được một pha giao tranh thuận lợi cả. Lightning lừa quá tốt trong pha thi đấu vừa rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là họ sử dụng chiêu cuối của Icon, họ bay qua bên bụi cỏ bên kia, họ lao vào Baron, họ phá mắt rất nhanh. Nhưng mà sau khi phá mắt xong họ đi về. Và bên phía của Epic không có tầm nhìn ở trong khu vực hang Baron, và Đôi Mi đã sử dụng cái dịch chuyển của mình ra để chuẩn bị combat. Thì bây giờ họ bị lỗ cái dịch chuyển so với bên phía Lightning là rất nhiều. Ale và Icon vẫn đang còn nó cái dịch chuyển, trong khi đó Đôi Mi thì đã mất rồi. Nó khiến cái khả năng đẩy lẻ của Đôi Mi sẽ không thể nào mà được thực hiện, bởi vì anh ta không có dịch chuyển, bắt buộc anh ta sẽ phải di chuyển ở gần gần hoặc ít nhất là ở cái lane bên cạnh những người đồng đội của mình. Nó không khiến cho anh ta có khả năng đẩy quá xa và tạo được một áp lực lên cánh đến từ bên phía của Lightning. Chính ra bây giờ ấy, Fanfast Phoenix đang chịu một áp lực đến từ ba cánh, còn Lightning thì chẳng bị áp lực ở một cánh nào hết. Cái xui giờ nó Fanfast Phoenix đó là đây là cái ván thi đấu mà không phải là rồng lửa. Nếu như rồng lửa tôi nghĩ là một chuyện nó khác, tức là cái sát thương được tác động lên đến từ đội hình này của Fanfast Phoenix sẽ có nhiều thứ để có thể nói hơn. Nhưng bởi vì nó không phải rồng lửa, nó chỉ là một con rồng gió, tức là nó chỉ búp thêm cho Fanfast Phoenix thêm về mặt chiêu cuối thôi. Nhưng mà nãy giờ chúng ta thấy là rõ ràng lắm, LNG họ đánh như kiểu họ không hề sợ cái khả năng hồi chiêu cuối đến từ thiếu của Fanfast Phoenix. Họ biết cách giữ vị trí, họ biết cách giữ cái khoảng cách, và nhìn Icon lên dây chuyền giữa thập để tránh trường hợp mình là bị bắt nữa. Còn hãy nhìn Lai bây giờ cũng đã có cái giáp thiên thần, tức là Fanfast Phoenix bây giờ đang càng ngày càng bị bó hẹp lại về khả năng có thể dứt điểm một thành viên của LNG ở trong giai đoạn này. Vòng xoáy không gian đang Baron thấy con Akali khu vực đường dưới ngay lập tức thiết lập ngay khu vực hang Baron, lập dịch chuyển đến Akali để xem kịp hay không. Để xuống bom được tung ra, đó là cú mưa tên lửa đẹp, nhưng bây giờ người đang phát ra đó là Akali. Đôi Pi đang cố gắng bơi vào trong, Lai bắn khóa khỏe, W đến từ Elderbeast không đủ chuẩn xác lắm. Akali đang khá yếu, Lai bây giờ đang khá đồng, ta đang bị dính kịp sức, ta phải lùi ra. Akali bắt đầu bơi vào trong, thấy được Đôi Pi bơi ngược lại và ta đang tìm được thể đánh. Akali hất tung được hai thành viên, Akali đang được chưởng, Akali mất Đôi Pi bỏ chạy. Trong khi đó Lai vẫn đang được bắn, Đôi Pi có được bạn cùng vào đó là tặc sang. Phía cánh này người đang bắt lại đó là Akali đang rất đơn độc, anh ta bị bắn bị làm chậm, anh ta mất buộc phải đu dây để anh ta có thể bỏ chạy. Một cú đánh đến từ LNG và cái giá phải trả của họ là vô cùng đắt đỏ. Để coi nào, tiếp theo là mày hai gục nữa. Và Fanfast Phoenix họ sẽ tiến thẳng ra khu vực đường giữa để có thể end game này. Họ đã chờ đợi quá lâu, họ đã quá cay cú với một nhà đầu trọng xanh và một cô gái tóc bạch kim ở khu vực đường trên. Cô gái cắt kéo và chàng trai đầu trọng từ nãy giờ đã gây rất nhiều sự khó chịu đến từ Fanfast Phoenix. Và đây là thời điểm rất thích hợp để họ có thể end game. LNG, cái này gọi là tự hủy đúng không nhỉ? Cũng có thể coi là như vậy. Một tình huống mà Ale anh ta thi đấu như thể là anh ta là bên phía Fanfast Phoenix vậy. Đấy là một tình huống mà anh ta muốn lao ngược trở lại
Nhưng mà cái đội hình của bên phía Lai Minh không phục vụ cho cái việc anh ta lao ngược như thế. Một tình huống mà IYD đã cố gắng bảo kê rất là tốt cho những người đồng đội của mình là... Nhưng Nugri và Doinbi quẩy quá dữ. Nugri thì bấm một cái đồng hồ cát vô cùng chuẩn xác. Còn Doinbi thì với chất tướng của con Clash, anh ta hồi phục cực kỳ mạnh trên trong vòng tay 3 người và khiến cho Lai không thể bắn được. Và các bạn có thể nhìn thấy là trước khi mà hai thành viên ở bên phía FunPlusMedic bị hạ gục thì họ đã dứt điểm được 3 thành viên bên phía Li Ning trước rồi. Và đúng là ở LPL này không phải không có mà là ít đội nào dám đọ giao tranh với FunPlusMedic, bởi vì cái như giao tranh vừa rồi đấy, họ làm quá tốt trong những tình huống nhấp nhả và những tình huống kết hợp trong giao tranh. Lightning đã có kiểm soát bản đồ tốt, họ đã làm rất là tốt cái việc mà nhử cho FunPlusMedic lao lên và giao tranh thất bại. Nhưng khi mà họ quyết định giao tranh trực diện trở lại với FunPlusMedic thì đấy là cái sân nhà của Epic rồi, và họ đã có một pha quét sạch tuyệt vời, đem trở lại một chiến thắng đầu tiên cho cặp đấu BO3 này. Và đó cũng là những gì đã diễn ra trong ván đấu đầu tiên giữa Epic đối đầu với NLG. Chúng tôi sẽ quay trở lại khi trận đấu thứ hai bắt đầu.